Chào cô Đạt nhá. Chào cô Đạt nhá. Thầy chào Nguyễn Hữu Dương, thầy chào Hà Văn Phương, thầy chào Nguyệt Thiên. Thầy chào Lưu Nguyễn Thành Hưng. Hello, chào tất cả bạn và các em. Giờ một chút xíu cho các bạn vào đủ rồi mới bắt đầu học nhá. Thầy chào Lưu Nguyễn Thành Hưng. Hello em. Thì chào Quang Hà Lương. Thầy chào Thế Hiệp Nguyễn à. Thầy chào Thế Hiệp Nguyễn. Hello em. Rồi. Chào Thùy Thùy nhá. Hello. À, như các em đã biết thì hôm nay là chúng ta sẽ học cái buổi cuối cùng. Hôm nay là chúng ta sẽ xử cái buổi cuối cùng về hydroxit lượng tính nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ xử cái hydroxit lượng tính kiểu 5 và kiểu 6 phần cuối cùng. Thì cái phần mà hydroxit lượng tính kiểu 5 kiểu 6 này này thì nó thực ra là nó thuộc của cái kiểu số 2 và kiểu số 3. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á
là cái kiểu số 5, kiểu số 6 nó là cái kiểu sơ đồ, nên là thầy tách riêng ra thành kiểu số 5 và kiểu số 6 để dạy cho các em, để mà chúng ta có được cái kỹ năng làm cái bài tập về hình vẽ thí nghiệm nó xịn hơn, nó hoàn thiện hơn và nó giỏi hơn so với bình thường nhá. Ok không? Thế mình bắt đầu học được chưa? Bắt đầu học nhá. Mình có kiểu số 5. Rót từ từ dung dịch kiềm. Kiểu số 5 ạ. Rót từ từ dung dịch kiềm đến dư dung dịch chứa amon muối nhôm ba cộng, sau phản ứng thu được bmon kết tủa. Ok không? Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là chúng ta sẽ có cái việc mà sơ đồ, cái biểu, sơ đồ biểu diễn này. Sơ đồ biểu diễn cái mối quan hệ giữa số mol của OH trừ và số mol của kết tủa khi mà nhỏ OH trừ vào hỗn hợp vào nhôm ba cộng, vào nhôm ba cộng. Đấy, sơ đồ biểu diễn mối quan hệ khi mà mình nhỏ OH trừ vào nhôm ba cộng thì mình sẽ có. Các bạn chú ý nhá. Thầy chào Phương Trinh nhá. Đây. Thì cái mũi tên ở bên trên này nó là số mol kết tủa NaOH 3 lần. Số mol bên dưới này là số mol OH trừ. Được không ạ? Thế thì khi mà nhỏ vào này thì mình sẽ có này. Đầu tiên là gì ạ? Kết tủa tăng dần đến cực đại. Được chưa? Rồi sau đó kết tủa tan dần đến dung dịch trở lại là trong suốt. Ok không? Thì ở đây mình sẽ có cái đường thẳng nét đứt đâu nhỉ? Mình đang không có nét đứt rồi. Trong này không có vẽ nét đứt. Thôi. Ở đây mình sẽ có này. Ở vị trí trên đỉnh này đó là kết tủa cực đại. Đúng không? Ở vị trí trên đỉnh này thì đây là chính là kết tủa cực đại. Nhá. Thế thì ở vị trí mà kết tủa cực đại này thì mình sẽ có điều gì? Điều gì xảy ra? Đây mình đánh dấu sao ở đây. Ok không? Bây giờ mình đặt nhá. Mình đặt A mon B mon cho dễ này. Nhưng nó hơi rối đấy. A mon muối nhôm ba cộng này. Đấy chưa? Thu được B mon kết tủa này. Thu được này. Kết tủa AlOH 3 lần này. Là B mon này. Được chưa? Thế thì mình sẽ có này. Mình sẽ có này. Anh này là A mon kết tủa này. Thì phải kết tủa hết là AlOH 3 lần không? Thì số mol OH trừ lúc này là bằng gấp 3 lần số mol kết tủa đúng không? Mình bảo toàn OH trừ 3 nhân A là 3. Được không ạ? Thế thì khi mà kết tủa mà tan hết này là tồn tại AlOH 4 lần trừ đúng không? Thì lúc này số mol kết tủa đây vẫn là nhôm, đây là A mol đúng không? Thì số mol OH trừ nó sẽ 4 nhân A là 4A đúng không? Được chưa? Ok chưa? Thế bây giờ này mình sẽ có vấn đề thế này. Là thường ấy thì đề bài nó sẽ hỏi chúng ta là đấy, nó cho ra một cái giá trị và chúng ta sẽ, đề bài nó sẽ cho ta. Đây. Đây ạ. Hai giá trị. Đúng không? Hai giá trị kết tủa này thì hai giá trị OH trừ này thì gọi một giá trị là x và một giá trị là y. Và hai giá trị này thì tương ứng một cái kết tủa là kết tủa B. Thế thì mình sẽ luôn luôn có, từ đây mình áp dụng công thức mình sẽ luôn luôn có một điều như sau này.
số mol oát trừ min, min là nhỏ nhất đấy, thì có phải nó bằng là 3 lần số mol trừ min ấy, thì bằng 3 lần số mol kết tủa, thì tương đương với x bằng 3b, đúng chưa? Thứ hai là số mol oát trừ max, thì theo công thức có phải bằng là 4 lần số mol nhôm 3 cộng trừ đi số mol kết tủa, và tương đương với đây y thì bằng 4a trừ đi b. Ok chưa? Đấy. Thì khi mà giải cái dạng này chúng ta nắm vững cái công thức và thầy đã hướng dẫn từ đầu là chúng ta chinh phục được. Nhá. Thế nhưng đề phòng này. Đề phòng nó lại cái dạng này nó biến tấu hơn. Các bạn lưu ý này. Cái kiểu này nó biến tấu hơn một tí. Nó biến tấu hơn một tí xíu. Là biến tấu hơn thế này. Là khi mà thêm OH trừ vào cái hỗn hợp dung dịch mà chứa gồm có H cộng là X mol và nhôm 3 cộng là A mol. Được chưa? Thì OH trừ sẽ phản ứng H cộng trước và các phản ứng sẽ xảy ra theo tự là H cộng cộng OH trừ tạo ra nước. Đúng không? Nó phản ứng như bình thường. Nhá. Nhưng mà cái biểu đồ của nó, các bạn lưu ý, cái biểu đồ của nó, đây, thì vẽ cái biểu đồ cho bạn. Thì lúc này nó sẽ xảy ra vấn đề này. Chào tất cả các bạn và các em nhá. Các bạn và các em vào xong các bạn, các em chú ý luôn, theo dõi bài học luôn nhá. Đây là một trong số những dạng bài rất quan trọng và thì dự đoán nó sẽ có trong đề năm nay. Lúc này này, thì không phải là ngay lập tức xuất hiện kết tủa, mà nó sẽ có một cái đoạn mà OH trừ tác dụng hết cộng nên nó chưa có kết tủa ngay. Đấy. Bao giờ mà OH trừ tác dụng hết với hết cộng thì lúc này bắt đầu mới xuất hiện kết tủa tăng dần đến cực đại. Rồi sau đó kết tủa nó mới tan dần đến dung dịch trở lại trong suốt. Được chưa? Thì mình có đây là số mol kết tủa này. Đây là số mol OH trừ này. Thì cái điểm mà đến đây này thì số mol OH trừ này chính bằng số mol OH cộng. Được chưa? Đúng không ạ? Cái điểm này chính là cái điểm mà số mol OH trừ chính bằng số mol OH cộng. Nhá, là x. Thế còn cái điểm mà kết tủa max đây ạ. Đây, coi như đây là A đi. Thì điểm kết tủa max này lúc này là chỉ tồn tại A là OH 3 lần. Thì này sẽ chính là 3 lần số mol của A. Đây, 3 lần A. Nhưng chú ý phải cộng thêm X. Ok chưa? Và tương tự thì đoạn này chỉ tồn tại A là OH 4 lần trừ. Thì nó sẽ là 4 lần A cộng X. Vậy nếu mình cũng có một cái giá trị B. Vậy nếu mình cũng có một cái giá trị B. Giống đây. Giống đây. Đây giá trị B. Rồi bài tập như vậy thì mình cũng sẽ có là số mol của OH trừ min cộng thêm X thôi thì bằng 3 lần số mol kết tủa cộng với số mol H cộng. Và số mol của OH trừ max thì bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng trừ đi số mol kết tủa cộng số mol H cộng. Này, cộng thêm H cộng thôi. Ok chưa? Đấy nha. Bây giờ mình vào ví dụ số 1 luôn. Rồi các bạn cùng làm thầy xem nào. Ví dụ số 1 đáp án gì? Cùng làm luôn nhé các em nhé. Cùng làm luôn. Những bọn này là đều là những bài giảng thuộc dạng là vận dụng đấy. Vận dụng nhá. Mà có khéo năm nay nó còn vào cả phần vận dụng cao nữa cơ.
Thế nên là thầy dạy những phần này rất là kỹ, vì vậy nên là thầy muốn rằng là và thầy chuẩn bị những phần này rất là kỹ, đặc biệt đấy ạ, nên là rất là muốn là các em phải phải làm thật kỹ nhé. Các bạn cũng comment cho thầy đáp án thử ban đầu xem. Mình cứ làm kỹ đi. Nào mình nhả. Làm kỹ kỹ một chút là mình sẽ nhả. Các bạn chú ý là ngày 15 tháng 3 nhé. Ngày 15 tháng 3 là chúng ta bắt đầu cái buổi học. Ôi, đâu 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 phải 15 tháng 3 nhỉ? Ngày bao nhiêu tháng 3 ấy là bắt đầu cái buổi học bí kíp luyện đề, như không phải 15 tháng 3. Nó là ngày thứ 6. 17. 17 tháng 3 là mình bắt đầu cái buổi học luyện đề đầu tiên các em nhá. Buổi học khóa luyện đề đầu tiên đấy. Các bạn chú ý nhá. Bước đầu tiên là mình cứ một buổi luyện đề trên tuần đã. Bao giờ học hết khóa tổng ôn này thì mình sẽ sang hai buổi luyện đề trên tuần. Khóa tổng ôn mình có 20 buổi thôi mà. Hôm nay mình đã là buổi thứ mấy rồi? Hôm nay buổi này khóa tổng ôn của mình đã là buổi thứ mấy rồi? Buổi thứ 4 này là buổi thứ 5 rồi. Các bạn comment đáp án nha. Hello, chào các em. Thành Đạt hỏi gì đấy? Đúng là nay buổi 4 rồi. À, luyện đề mùng 10 tháng 3. Mà thành Đạt đã hỏi là em làm bài tập nhiều nhưng mà cứ chuyển sang dạng khác là em quên bước sẵn trước. Thứ nhất là cái câu này, câu chuyện rất đơn giản. Thứ nhất là em chưa hiểu bản chất về cái dạng đó. Thứ hai là em chưa làm bài tập đủ nhiều của dạng đấy. Có hai cái lý do thôi. Nhá. Thế thì để mà hiểu được bản chất của cái dạng đó và làm bài tập đủ nhiều cái dạng đó, cái câu chuyện nó rất đơn giản. Là mình xem lại cái phần mà thầy chia dạng và xem lại phần lý thuyết mà thầy dạy về cái dạng đó, mình phải nắm được rõ được bản chất đã nhá. Sau đó rồi em phải làm thật nhiều bài tập của dạng đó lên, làm 100 200 bài là nó khác biệt liền. À, luyện đề từ ngày 10 tháng 3 à? Đúng là thứ 6 10 tháng 3. Ok. À, bạn Nguyễn Lê Hoàng bạn hỏi chữa bài tập về nhà ở đâu. À, chữa bài tập về nhà thì sẽ up lên app, nhưng mà hiện tại thì trợ giảng của thầy là anh Đức Anh với lại chị An mới về, nên là cái việc mà up lên app sẽ chậm nhá. Chắc là một vài hôm nữa thì cái phần về giải bài tập về nhà thì mới cập nhật đầy đủ lên trên app. Các bạn cứ làm trước đi nhá. Lần này trợ giảng thì hơi nhiều việc. Các bạn thông cảm chút. Cả thầy nữa, thầy mới mở. Thầy mới chuyển về phòng dạy mới nên là nó hơi mít việc. Nên là có gửi đáp án, có gửi đề hơi hơi muộn muộn. Thực ra là thầy soạn cái đề này xong lâu rồi đấy. Các em thấy thầy chụp ảnh soạn lâu, nhưng mà cả bên trung tâm cũng vậy, là cũng gửi đề cho các anh chị ở bên đấy rồi, cho các anh chị quên không up, thế là xong rồi là thầy đi dạy thì thầy cứ nghĩ là các anh chị up rồi. Thực sự mà nói là thầy cứ nghĩ các anh chị up rồi, xong rồi lúc thầy dạy off thì thầy có máy tính đâu mà gửi cho các em được, nên các bạn thông cảm nhé. Nên các bạn thông cảm, các bạn cũng nhắc thầy thì ví dụ như là sáng chủ nhật mà chưa có đề, các bạn nhắn ở trong nhóm lớp: thầy ơi hôm nay chưa có đề học hôm nay, để thầy gửi trong nhóm lớp nhé, tại vì thầy hơi nhiều lớp nên hay quên, thực sự là quên thật, biết là có lỗi với các em, nhưng mà cũng lúc đấy dạy off không có cách nào, dạy off cầm mang môn cái điện thoại này không gửi được file PDF vào, chẳng có file. Thương lắm nhưng mà chịu. Thầy chữa nhá. Thầy chữa được không? Thầy chữa được chưa? Ok nhá. Có ở cái ví dụ một này thì khi mà cho NaOH đến dư vào ALOH 3 lần, kết quả thí nghiệm được biểu diễn ở đồ thị dây đề bài yêu cầu tìm giá trị của AB. Được không? Đây AB. Thế A là kết tụ mắc này còn gì nữa. Đây là số mol kết tụ ALOH 3 lần. Thì đây là kết tụ mắc. Trong này chỉ tồn tại mol ALOH 3 lần thôi. Kết tụ mắc, vậy thì số mol
OH trừ bằng 3 lần số mol kết tủa, suy ra A bằng 3 nhân 0,3, đúng không? Bằng 0,9. Thứ hai, B là chỗ này là tan hết, tạo thành ALOH 4 lần trừ. Nên mình sẽ có là số mol OH trừ bằng 4 lần số mol của nhôm 3 cộng và bằng 4 nhân với lại 0,3 thì bằng 1,2. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C, 0,9, 1,2. Cái này dễ quá nhỉ. Ví dụ 2 nào các em. Ví dụ 2 khó hơn tí tí thôi. Ví dụ 2 khó hơn tí tí thôi. Ví dụ 2 các bạn cũng chọn thấy đáp án gì? Ví dụ 2 ạ. Bài 2 ạ. Ví dụ 2 ạ. Ví dụ 2 dễ mà các em. Các bạn chọn này là ví dụ 2 đáp án gì? Dễ hơn luôn đấy. Ví dụ 2 này. Cho 200ml dung dịch Al243 lần vào với dung dịch NaOH. Thấy số mol kết tủa phụ thuộc vào thể tích theo đồ thị sau. Giá trị thế bây giờ nhé. Cái anh này là số mol kết tủa đúng không? Thế thì đầu tiên mình sẽ có trục này, mình tìm về số mol của NaOH này. OH trừ này. Ở vị trí này nó bằng này. 0,18 nhân 0,2. Sorry. Đúng rồi. 0,18 nhân với 0,1 bằng 0,18. Vị trí này mình sẽ có là số mol OH trừ nó bằng là 0,34. Đúng không ạ? Thế ở điểm số 1. Ở điểm số 1 thì mình có, đây là tại điểm số 1 này. Tại điểm số 1 thì mình luôn có là số mol OH trừ bằng 3 lần số mol kết tủa. Suy ra số mol kết tủa bằng 0,06, 0,18 chia 3. Tại vị trí số 2 mình có số mol OH trừ bằng 4 lần số mol của nhôm 3 cộng trừ đi số mol kết tủa. Vậy mình sẽ suy ra, mình tìm được số mol của nhôm 3 cộng nó bằng là số mol OH trừ là 0,34 trừ đi số mol kết tủa là 0,06 chia cho 4. 0,34 mà trừ 0,06 chia 4 0,07. Số mol nhôm 3 cộng là bằng 0,07. Thì nên mình sẽ tìm được số mol của Al2 4 3 lần. Bởi vì thế này, 1 Al2SO4 3 lần thì ra 2 hàng nhôm 3 cộng. Và số mol nhôm 3 cộng là 0,07. Thì suy ngược anh này là 0,07 nhân 1 chia 2 bằng 0,035. Được chưa? 0,035 mà chia cho 0,2 bằng 0,175. 0,035
0,07 nhân 1 chia 2 là 0,035, đúng rồi, 0,035 mà chia cho 0,2. Thế là 0,175 đáp án E. Số mol OH trừ số mol OH trừ cộng số mol kết tủa, đúng rồi, sorry. 0,34 cộng 0,06 bằng chia 4 bằng 0,1. Thầy lỗi. 0,1. Anh này là 0,1 thì ngược lại. Nhân 1 chia 2 bằng 0,05. 0,05 chia cho 0,2 bằng 0,25, đáp án đúng đáp án B. Ok, thank you em. Ví dụ số 3. Có công thức rồi các em, phang thôi, phang mạnh thôi. Dễ mà. Ví dụ số 3 đáp án gì ạ? Ví dụ số 3. Ví dụ số 3. Ví dụ số 3, các bạn cùng giải. Đây là ví dụ số 3 để khối A nó hay vùng 0,14 này. Ví dụ số 3. Nào mình có ví dụ số 3. Đây, các bạn lưu ý nha. Ở ví dụ số 3 này nhỏ từ từ đến dư dung dịch là OH vào dung dịch hỗn hợp gồm, đây là OH này. Vào hỗn hợp gồm H cộng này. Và nhôm 3 cộng này. H cộng là amon, nhôm 3 cộng là bmon. Đây kết quả thí nghiệm được viết như hình vẽ sau. Vậy thì đoạn này này 0,8 là chính bằng số mol H cộng, chính bằng A rồi. Đúng không ạ? Ở vị trí này, vị trí số 1 thì mình có số mol OH trừ bằng 3 lần số mol kết tủa cộng số mol OH cộng. Vậy suy ra mình sẽ có số mol OH trừ này là bằng 2 thì bằng 3 lần số mol kết tủa cộng số mol OH cộng, mình biết rồi, 0,8. Đấy là mình tìm được số mol kết tủa bằng 2 trừ đi 0,8 bằng chia 3 bằng 0,4. Ok chưa? Số mol kết tủa 0,4. Tại vị trí số 2 thì mình sẽ có là số mol OH trừ bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng trừ đi số mol kết tủa cộng với số mol H cộng. Vậy suy ra mình sẽ có số mol OH trừ lúc này là 2,8. 2,8 thì bằng 4 lần số mol nhôm 3 cộng trừ số mol kết tủa biết rồi là 0,4 cộng số mol kết cộng số mol cộng biết rồi là 0,8. Đấy là mình tìm được số mol nhôm 3 cộng. 2,8 cộng 0,4 trừ 0,8 bằng chia 4 bằng 0,6. Vậy mình có là số mol nhôm 3 cộng B bằng 0,6. Mình có A chia B là 0,8 chia 0,6 bằng 4 chia 3. Đáp án đúng đáp án này. A chứ các em, 4 chia 3 mà. Dễ quá. Đây là với ví dụ số 3. Để đọc khối A nó hay 0,14. 4 chia 3. Nào ví dụ số 4 nào.
Ví dụ số 4 rồi các em. Dễ mà. Ví dụ số 4 cũng dễ. Dễ lắm luôn. Các bạn cũng giải thêm ví dụ số 4 cho đo ăn gì. Ví dụ số 4. Ví dụ số 4. Rồi, ví dụ số 4 ạ. Đây các bạn lưu ý nhá, ví dụ số 4 nhá. Ta có này. Từ từ OH trừ vào H cộng 0,5 nhân 0,2 là bằng 0,1. Nhôm 3 cộng là 0,25 nhân 2 là bằng 0,5 nhân 0,2 bằng 0,1. Đây bài yêu cầu xác định giá trị của AB theo hình dưới. Ui dễ quá nhỉ. Thế thì đây là cái tổ mắc này. Đúng không? Thì cái tổ mắc là tương ứng với toàn bộ nhôm 3 cộng bị kết tổ hết. Vậy số 1 thằng này nhôm 3 cộng kết tổ hết. Vậy A nó phải bằng là chính là bằng là ALOH 3 lần kết tổ hết thì bằng 0,1. Thế thì lúc này thì B bằng gì? Thì B nó phải xử hết thằng H cộng là 0,1 đã. Cộng với lại 4. Đây là cộng với 3 lần số mol OH trừ 3 nhân với 0,1 thì bằng 0,4. Thấy chưa? Vậy mình sẽ có này. A là số mol nhé. Số mol của cái tủa thì bằng 0,1. Còn B là số mol, nếu là số mol của NaOH là 0,4 nhưng ở đây tính theo V nên là 0,4 mà chia cho 1 thì là 0,4 lít, 0,4 lít tương ứng với là 400 ml. Nên đáp án đúng chúng ta đáp án này. Quá dễ. Ví dụ số 5. Đề thi trung học thông quốc gia năm 2019, mã đề 2/3. Ví dụ số 5. Đề thi trung học thông quốc gia năm 2019, mã đề số 5. Mã đề số 2/3. Ví dụ 5/12. Level cao hơn. Các bạn quan sát ví dụ số 5 nhá. Ở đây này. Hòa tan hoàn toàn M gam nhôm vào dịch loãng chứa H2SO4 0,2 mol thu được hydro dung dịch X, cho từ từ dung dịch X, dung dịch NaOH vào X thì kết quả thí nghiệm thực ghi ở bảng sau. Được chưa? Thế thì giờ mình xét đây này, là với đường X mà cộng với lại đây đoạn này trước 140 ml thì 0,14 nhân với 2 thì bằng 0,28. Được chưa? Thì mình thu được dung dịch. Sau này nó sẽ chứa này, những anh này. Na cộng là 0,28 đã. Đúng chưa? SO42 trừ là 0,2 đã. Được chưa? Và nó có cái nào đó. Cái tác dụng với NaOH thì nó sẽ có nhôm 3 cộng. Đây là dung dịch và kết tủa đúng không? Thế đây bây giờ mình đi bảo toàn điện tích, mình tìm được số mol nhôm 3 cộng đúng không? 0,2 nhân 2 trừ đi 0,28 nhân 1 chia 3 thì ra số mol nhôm 3 cộng 0,4. Đây thì ghi bảo toàn điện tích đây là số mol 1 nhân số mol của natri cộng với 3 nhân số mol của nhôm 3 cộng thì bằng
2 nhân số mol của S4 hai chữ. Thì như vậy mình sẽ tìm được số mol của nhóm 3 cộng trong dung dịch là 0.4. Được chưa? Thì khối lượng kết tủa đây để bài cho này cứ để này, 2A cộng 1.5 xong. Hơi khó. Bây giờ đến cái thí nghiệm số 2. Và khi cho tác dụng với NaOH. Số mol là 0.24. Mà nhân với 2 thì bằng 0.48. Thì mình cũng sẽ tạo thành dung dịch gồm Na cộng lúc này là 0.48 này. SO42 trừ là vẫn giữ nguyên là 0.2 này. Mình sẽ tìm được nhôm 3 cộng. Lúc này vẫn bảo toàn điện tích như bên trên, thế vào công thức bên trên này thì sẽ có 0.2. Nhưng mà lúc này không thể có nhôm 3 cộng nữa rồi. Đúng không? Bởi vì nhá, mình có nhân 0.2 nhân 2 thì nó bằng là 0.4. 0.4 thì nhỏ hơn Na cộng. Na cộng 0.48 nên chắc chắn không thể tồn tại là nhôm 3 cộng, mà lúc này sẽ tồn tại là AlOH 4 lần trừ. Được chưa? Nên mình sẽ có này, 1 lần Na cộng cộng 2 lần bằng 2 lần số mol của S42 trừ cộng với 1 lần số mol của AlOH 4 lần trừ. Và thế mình sẽ tìm được 0.48 trừ 0.4 bằng 0.08. Được chưa? Ok chưa? Thế thì đến cái giai đoạn này thì bây giờ chúng ta sẽ đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm. Được không ạ? Bây giờ mình sẽ đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm. Thì đầu tiên mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm á, thì mình sẽ có đây. Đây anh nhôm này đây. Là 0.04. Đúng không? Anh này là 2A cộng 1.56. Thì cái số mol này phải chia cho 78. Số mol này sẽ là 2A cộng 1.56 chia 78. Được không ạ? Thế đề bài hỏi cái gì ạ? Hòa tan nhôm vào bên trong dung dịch này. Chứa này thu được hydro X này. Từ từ OH trừ và thí nghiệm. Thế thì bảo toàn nhôm là số mol nhôm ở hai cái phần này nó phải bằng nhau. Đúng không ạ? Số mol nhôm bị hòa tan đấy, đây này. Cho từ từ vào thể tích. Ở 140 thì như này, ở 240 thì ra được kết tủa như này. Đúng không ạ? Vậy giờ mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nhôm. Thì mình sẽ có là số mol của nhôm nó sẽ bằng số mol của nhôm 3 cộng là 0.04 cộng với ở tại thời điểm này nhé, ở tại thời điểm 140 này thì bằng số mol nhôm 3 cộng cộng số mol kết tủa, đúng không? Thì kết tủa ở đây nó sẽ là 2A cộng 1.56 chia 78. Đúng chưa? Và nó lại bằng số mol đây AlOH trừ đây bảo toàn đây tại thời điểm này thì là bằng 0.08 cộng với kết tủa là A chia 78. Và đến đây mình tìm được A, đúng không? Các bạn bấm máy tính giúp thầy xem A bao nhiêu. Cái này bây giờ phải nhờ đến các bạn bấm máy tính rồi. Lớp mình bấm máy tính giúp thầy nhé. Xem A bao nhiêu. Bấm giúp thầy phải. Giờ phải nhờ cả lớp bấm máy tính. Chịu. Đoạn này chịu không bấm được máy tính rồi. A bằng bao nhiêu? Kêu comment giúp thầy nhé. Bấm vào thầy cái biểu thức này. Xem A bao nhiêu. À, bao nhiêu các em bấm máy tính của thầy với. Thầy có máy tính cùi. Ngại bấm lắm. Nhờ cái lớp bấm hộ thầy. Ok, A 1.56. Rồi, các bạn đều ra 1.56, A 1.56. A 1.56 đề bài hỏi cả tìm M nữa cơ. Đây A 1.56 này, 1.56 này. Đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cần phải đi xác định M đúng không? Thì có phải là A bằng 1.56 thì mình sẽ tìm được số mol nhôm bằng
số bao nhiêu của mình đấy, a 1,56 thì nó sẽ là 1,56 chia 78 cộng 0,08 bằng 0,1 đâu. Vậy khối lượng của nhôm là 2,7 nên đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Đấy. Thì đấy là thầy vừa hướng dẫn chúng ta khi mà giải cái đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 nha. Để dự đoán rằng là cái đề trong đề năm nay cũng sẽ phần nhôm. Và nó cũng sẽ là cái bảng hoặc là bảng số liệu hoặc là biểu đồ như bên trên. Nên các bạn phải chú ý. Rồi giờ mình sang ví dụ số 6 á. Ví dụ số 6. Càng phết nhỉ. Ví dụ số 6 thì nhìn vậy thôi chứ thực ra nó rất dễ. Hòa tan hoàn toàn nhôm và Al2O3 trong 200ml dung dịch HCl. Số mol là A nhân 0,2 là bằng 0,2. Thu được dung dịch X. Thế mình dự đoán dung dịch X của mình gồm có H cộng và nhôm 3 cộng, thế theo dễ. Cho từ NaOH1m đến khi lượng kết tủa là m gam phụ thuộc vào thiết X, tính giá trị của A. Tính giá trị của H. À, đây là 0,2 A mol. Được không ạ? Thế thì được cái trục này thầy thay thế đi. V này là VNAH. Vậy số mol NAH, số mol H trừ. Mốc này là 0,1 nhân 1 là 0,1 mol này. 0,25 mol này. 0,45 mol này. Được chưa? Thế thì ngay tức mình đã tìm được số mol H cộng là bằng 0,1 rồi, bởi vì ở điểm này là số mol H cộng bằng số mol H trừ. Tại thời điểm số này là tại thời điểm số 2. Tại thời điểm 2 thì mình sẽ có là số mol của kết tủa thì chính bằng số mol, sorry, số mol của OH trừ chính bằng 3 lần số mol kết tủa. OH trừ 3 lần số mol kết tủa. Vậy suy ra mình sẽ tìm được số mol kết tủa. Nó sẽ bằng là 0,25 mà chia cho 3. À đâu, còn cộng với H cộng nữa. Sorry. Cộng với lại số mol của H cộng. H cộng dư đấy ạ. Đây H cộng dư. Vậy suy ra mình sẽ tìm được số mol của kết tủa bằng số mol trừ là 0,25 trừ đi số mol H cộng dư là trừ đi 0,1 bằng chia 3 bằng 0,05. Tại vị trí số 3 thì mình sẽ có là số mol OH trừ bằng 4 lần số mol của nhôm 3 cộng cộng với số mol H cộng. Suy ra mình tìm được số mol của nhôm 3 cộng bằng 0,45 này trừ đi này 0,1 này bằng này chia này. Sorry, thầy còn thiếu đúng không? Nhìn công thức bên này thiếu. Trừ đi số mol kết tủa cộng số mol H cộng. Đấy. OH trừ là 0,45 này. Trừ đi số mol H cộng là 0,1 này. Cộng số mol kết tủa này là 0,05 này. Được bao nhiêu chia 4 này? 0,1. Đây số mol nhôm 3 cộng 0,1. Thì hòa tan trong này thì nó là HCl này và AlCl3 này bảo toàn clo này, 0,1 nhân 3 cộng 0,1 bằng 0,4. Đây bằng 0,4. Vậy A là 0,4 chia cho 0,2 thì nó bằng 2. Đáp án đúng đáp án gì? Ok nhé các em. Ok chưa? Xịn sò chưa? Đấy là mình xong cái kiểu số 5 nhá. Giờ mình sang kiểu số 6. H cộng phản ứng với dung dịch ALO2 trừ. H cộng phản ứng với dung dịch ALO2 trừ. Thì nó cũng tương tự thôi ạ. Thì cái về mặt bản chất thì chúng ta đã nắm được là khi mà chúng ta đã cho thằng H cộng vào dung dịch chứa ALO2 trừ thì mình sẽ có cái phản ứng xảy ra đầu tiên là anh H cộng cộng với lại ALO2 trừ. ALO2 trừ chính là, thầy vẫn hay viết nó là ALOH 4 lần trừ đúng không? Thì cái hiện tượng biểu thị của cái đồ thị của nó như sao? Đầu tiên xuất hiện kết tủa.
kết tủa tăng dần đến cực đại. Rồi sau đó kết tủa lại tan ra cho đến dung dịch trở lại trong suốt. Ok chưa? Ok chưa? Thế đơn giản lắm. Đây vào, đây là vào amon đi. H cộng vào amon đi. Thế thì ở đây là điểm số 0 này. Thì mình sẽ có trục. Thì ở cái thời điểm mà kết tủa mắc thì số mol H cộng, đây, đây là số mol kết tủa, thì nó chính bằng số mol kết tủa. Đây là A. A. Thế còn tại thời điểm mà hòa tan này thì H cộng nó chính bằng 4 lần số mol kết tủa, là 4 này. Được không ạ? Đấy, thế nên mình sẽ luôn luôn có này, số mol của H cộng min sẽ luôn bằng số mol kết tủa. Thế còn số mol mà H cộng max thì sẽ luôn bằng, luôn bằng 4 lần số mol kết tủa. Đúng không? H cộng min, H cộng max, mình cứ làm vậy thôi. Này, ví dụ số 1 luôn. Ví dụ số 1 tập thể dục luôn. Các bạn comment cho thầy xem ví dụ số 1 đáp án gì. Ví dụ số 1 đáp án gì. Dễ ẹc luôn nhá. Cho từ từ H cộng đến dư dung dịch NaLO2 chính là ALOH 4 lần trừ. Thì đây, điểm này là tạo hết thành nhôm 3 cộng rồi. Đúng không? Thì tại cái thời điểm này là số mol của H cộng bằng 4 lần số mol của kết tủa. Vậy đến đây mình tìm được số mol của kết tủa luôn. Đúng không? Thì nó bằng là 0,8 chia 4 bằng 0,2. Đấy. Vậy đây này, kết tủa mắc 0,2. Và tại thời điểm này cũng bằng 0,2 luôn. Thứ hai là số mol của kết tủa mắc thì chính bằng số mol của H cộng. Đấy. Vậy là bằng 0,2. Nên B bằng 0,2 luôn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, 0,2 và 0,2. Quá dễ. Nào, ví dụ số 2 nào các em. Ui mạng lắc thế. Eo ơi, mạng không lắc không tài được ảnh này các em này. Mạng thấy nó xoay tròn luôn. Mạng ơi là mạng. Ui mạng lắc thật. Mạng lắc chịu luôn ấy. Ủa. Từ cái lúc đứt cáp ấy, nọ thì gọi điện thì mắng bên VNPT thì hỏi tại sao mà chán đời thế, thì VNPT bảo là mạng. Do mạng. Do là cái việc mà đứt cáp. Việt Nam đứt cáp nên là đường truyền nó kém. Đây, lag. Vẫn lag ạ. Đây, đây rồi, rồi. Ví dụ 2 nào các em. Ví dụ 2 đáp án gì ạ? Ví dụ 2. Ờ, ví dụ 2 là câu tự luận à? Ờ, ví dụ 2 thì lại cho nhầm câu tự luận vào đây rồi. Thôi mình giải luôn, có gì đâu. Đây mình sẽ có H cộng vào ALOH 4 lần trừ. Đúng không? Thì tại địa điểm số 1 này. Tại địa điểm số 1 thì mình luôn luôn có là số mol của H cộng chính bằng số mol của kết tủa. Vậy là bằng 0,2. Nên suy ra A bằng 0,2.
ở tại thời điểm số 2 này thì mình luôn luôn có số mũ h cộng bằng, chỗ này là khác nhá, thời điểm số 2 này khác nhá. Các bạn còn nhớ công thức buổi trước không ạ? Tại thời điểm số 2 này thì ta sẽ có vấn đề gì ạ? Tại thời điểm số 2 này với cái bài tập mà khi mà cho anh h cộng vào anh ALH 4 lần trừ này thì mình sẽ có vấn đề gì xảy ra, công thức như thế nào, các bạn có nhớ không? Nào, có bao nhiêu bạn nhớ cái này? Công thức thầy dạy rồi nha, công thức thầy dạy rồi nha, comment thầy công thức xem nào. Công thức dạy rồi đấy. Bằng gì ạ? Bằng 4 lần. Bằng 4 lần số mol của ALO2 hay là ALH 4 lần trừ. Đúng không? Trừ đi 3 lần số mol kết tủa. Nhớ chưa? Nhớ lại công thức buổi trước học chưa? Vậy suy ra mình sẽ có. Suy ra mình sẽ có 0,85 mol thì lượng kết tủa là bao nhiêu? Đấy, từ từ. Ở đây mình sẽ có này. Số mol cộng là 1. Thì sẽ bằng 4 lần số mol của ALO2 trừ trừ đi 3 lần số mol kết tủa là trừ đi 3 nhân với lại 0,2. Đến đây mình tìm được số mol của ALO2 trừ bằng 1 cộng 0,6 bằng 1,6 chia 4 bằng 0,4. Đấy. Thế bây giờ đề bài hỏi là nếu mà khi mà cho cái lượng mà HCl cho vào là 0,85 mol thì lượng kết tủa là bao nhiêu? Mình biết ALO2 rồi, bây giờ H cộng cho là 0,85 cộng vào ALH4 lần trừ hay là ALO2 đấy là 0,4 thì thu được bao nhiêu mol kết tủa, đúng không? Thì áp dụng đây nó sang sườn bên này rồi thì mình sẽ có là số mol của H cộng thì bằng 4 lần số mol của ALO2 trừ trừ 3 lần số mol kết tủa. Vậy mình sẽ xác định được số mol kết tủa bằng số mol H cộng là 4 lần số mol ALO4 nhân với lại 0,4 trừ đi 0,85 bằng chia 3 bằng 0,25. 0,25 mà nhân 7,8 bằng 19,5. Ok chưa kìa? Rồi, có áp dụng công thức vào nó nhanh lắm. Vậy nào phát xong. Ví dụ số 3. Ví dụ số 3. Ví dụ số 3 cũng đơn giản thôi. Rót từ từ H cộng vào 200 ml. Bây giờ mình lấy là ALH 4 lần trừ 0,2 nhân 0,2 bằng 0,4. Khối lượng kết tủa thu được phụ thuộc vào V ml. Cái này là mình tìm ra được số mol kết tủa này. 1,56 chia 7,8 0,02. Giá trị A, B lần lượt. Thế đầu tiên này, A này. A tại vị trí số 1. Tại vị trí số 1 thì mình sẽ có là số mol của kết tủa chính bằng số mol của H cộng. Vậy suy ra A bằng 0,02 luôn. Được chưa? Suy ra A bằng 0,2 luôn nhá. Thứ hai, ở vị trí số 2 thì mình sẽ có là số mol H cộng thì bằng 4 lần số mol ALOH 4 lần trừ trừ đi 3 lần số mol kết tủa, đúng không? Công thức mình vừa ứng dụng bên trên này. Đây, 4 lần số mol ALOH trừ 3 lần số mol kết tủa. Vậy mình sẽ có số mol H cộng bằng này 4 nhân với lại 0,04 trừ 3 nhân với kết tủa 0,02 và bằng 4 nhân 0,04 trừ 3 nhân 0,02 0,1. 0,1 mà chia cho 0,1 thì bằng 1 lít. Đúng chưa? 0,02 mà chia 0,1 thì bằng 0,2 lít. Vậy đáp án đúng, đáp án này. Quá dễ. Câu số 4 khó tí này, đề chuyên Vinh. Lần 1 năm 2015.
đề chuyên Vinh lần 1 năm 2015. Thực ra nó cũng không quá khó đâu, mình áp dụng công thức là xong. Không quá khó đâu, mình áp dụng công thức là xong các em ạ. Ô bài này còn không nhìn thấy xi nhỉ? À đây, để bài cho xi đây. Đây, xi ở bên trong bài cơ. Bài này hay đấy. Bài này hay dã man kinh khủng luôn. Các bạn chọn thì bài này đáp án gì? Câu này hay phết. Đáp án gì ạ? Đây nhá các bạn nhìn nhá. H cộng. Từ từ vào. Dung dịch gồm OH trừ 2X và ALH 4 lần trừ 2Y thì kết tủa được thu được như sau. Đấy, thu được như trên. Thế thì ngay lập tức mình nhìn vào bên trong cái sơ đồ này là mình đã biết được rồi. Là khi cái điểm mà số mốc HCL bằng 0,1 này thì lúc này hết H cộng nên 2X bằng 0,1. Suy ra X bằng 0,05. Loại luôn. Bây giờ lượt tìm Y. Số mốc HCL bắt 4 lần trừ. Được không? Thì tại thời điểm số 1, tại thời điểm số 1 thì mình sẽ có là số mol H cộng thì chính bằng số mol OH trừ cộng với số mol kết tủa. Vậy mình tìm được số mol kết tủa bằng 0,3 trừ đi H cộng. Đây, H cộng đây, 0,1 thì bằng 0,2. Vậy tại thời điểm số 2 thì đúng là 0,2 chưa? Mình sẽ có là số mol H cộng thì bằng 4 lần số mol của ALOH 4 lần trừ trừ 3 lần số mol kết tủa cộng với số mol OH trừ dư và bằng 4 nhân với 2Y trừ 3 nhân số mol kết tủa là 3 nhân 0,2 cộng với số mol OH trừ tìm được rồi là bằng 0,05. Sorry, 0,1. Vậy thì tìm được Y. Bởi vì số mol H cộng mình biết rồi, 0,7. 0,7 cộng với 0,6 trừ 0,1 bằng chia 8 bằng 0,15. Y bằng 0,15 nhá. Y bằng 0,15. Vậy Y bằng 0,15, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án này. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án à. Ok chưa? Đáp án này. Ví dụ số 5. Ví dụ số 5 tương tự. Ví dụ số 5 tương tự. Ta có này. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl. H cộng vào hỗn hợp chứa X mol NaOH OH trừ X AlO2 trừ Y. Đây tương tự đây. Ngay lập tức mình tìm được X bằng 0,4. Được chưa? Đây là thời điểm số 1. Ngon rồi nhá. Đây thời điểm số 2. Thì tại thời điểm số 2 mình sẽ có số mol của H cộng thì bằng 4 lần số mol của kết tủa. Đúng không ạ? Sorry, 4 lần số mol của ALO2 trừ trừ 3 lần số mol kết tủa cộng số mol OH trừ. Vậy số mol H cộng đây là 1 thì bằng 4 nhân với ALO2 trừ là 4Y trừ 3 lần số mol kết tủa là 3 nhân với lại kết tủa là 0,2 cộng số mol OH trừ là 0,4. Đến đây mình tìm được Y. 1 cộng với 0, 3 nhân 0,2 là bằng 0,6 trừ đi 0,4 bằng chia 4 bằng 0,3. Được chưa? X bằng 0,4, Y bằng 0,3. Vậy là 4 chia 3. Gì? Ví dụ số 6 ạ, câu cuối cùng.
Nhìn ví dụ số 6 kinh khủng nhỉ. Ví dụ số 6 ạ. Câu cuối cùng. Các bạn cùng chọn xem ví dụ số 6 đáp án gì ạ. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định giá trị của m. Thế thì bây giờ nhá. Nhỏ từ đến dương dịch BA OH hai lần này. Vào dịch chứa m các hỗn hợp gồm AL2 SO43 lần này và AL NO33 lần này. Đúng không? Bây giờ mình đặt U là số mol của AL243 lần và V là số mol của ALNO3 3 lần. Được chưa? Thì vậy mình sẽ có là cái đoạn số 1 này. Đoạn số 1 này. Thì vậy mình sẽ có là số mol của BAS4 thì chính bằng là 3U không? Đoạn 1. Đây là đoạn số 1. Thì mình sẽ có là số mol của BAS4 đây bằng 3 lần số mol U và toàn gốc S4 3U. Được chưa? Và số mol của thằng ALOH 3 lần thì bằng 2U. Được chưa? Kết tủa hết bọn này. Thế vậy mình sẽ có là M kết tủa đây. Mà M kết tủa ở đây đề bài cho là 4,275. Suy ra mình sẽ có là 233 nhân 3U cộng 98 nhân 2U thì bằng 4,275. Đến đây mình tìm được U. 233 nhân 3 cộng 98 nhân 2 bằng U. Sorry, thầy ghi đấy. I U bằng 4,275 chia N bằng, ui lẻ quá, lẻ quá, à, 78 đấy, ghi nhầm 98, 78. Bốn phẩy hai bảy năm chia n bằng 5 × 10³ u bằng 0,005. Được chưa? Bây giờ xét ở thời điểm này, đây là kết tủa mắc. Có phải là kết tủa mắc ở tại thời điểm này thì tương đương với việc là đây là biểu thị, đồ thị này là thằng bé hai lần thì số mol nó quát trừ nó là 0,045 nhân 2 0,09. Được chưa? Thế mình sẽ có kết tủa mắc tại thời điểm này, thời điểm số 2 là kết tủa mắc. Thế và mình sẽ có là số mol của quát trừ chính bằng ba nhân hai u toàn bộ đồng nhôm cộng kết tủa hết mà hai u cộng v, đúng không, hay tương đương với 0,09 bằng 3 × 2U cộng 3V. Đến đây mình tìm được V không? 0,09 trừ đi 6 × 0,005 bằng chia 3 bằng 0,02. Ok chưa? U bằng 0,005, V bằng 0,02. Ok nhá. Vậy giờ tìm M. À tìm M xong rồi. 0,005 nhân mở ngoặc đơn này, 27 nhân 2 cộng 96 nhân 3 này, cộng với 0,02 nhân mở ngoặc đơn 27 cộng 62 nhân 3 bằng 5,97 g. Ta bảo đúng đáp án này. Ok. Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho toàn bộ các em, toàn bộ tất cả những buổi trên là những buổi về hydroxy lượng tính, và buổi tới chúng ta sẽ sang phần mới. Các bạn nhớ làm bài tập về nhà nhá. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.